Tin lành theo Mác chương 1. Đầu tin lành của Chúa cứu thế Giêsu là con Đức Chúa Trời, như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Này, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, ngươi sẽ dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Dân đã tới trong đồng vắng, vừa làm vừa giảng phép báp têm ăn năn cho được tha tội. Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Dân mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông, ăn những châu chấu và mật ong rừng. Người giảng dạy rằng: Có đấng quyền phép hơn ta đến sau ta, ta không đáng cúi xuống mở dây dài Ngài. Ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Vả trong những ngày đó, Đức Chúa Giêsu đến từ Nazareth là thành xứ Galilê và chịu dân làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bọ câu. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Tức thì Đức Thánh Linh dục Ngài đến nơi đồng vắng. Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỷ Sa-tan cám dỗ 40 ngày ở chung với thú rừng, và có thiên sứ hầu việc Ngài. Sau khi dân bị tù, Đức Chúa Giêsu đến xứ Galilê giảng tin lành của Đức Chúa Trời, mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin tin lành. Ngài đi dọc theo mé biển Galilê, thấy Simon với Anrê em người đương thả lưới dưới biển, vì hai người vốn làm nghề chài. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng: Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài. Đi một đổi xa xa, Ngài thấy Gia Cơ con Cê-bê-đê với em là Giăng đương vá lưới trong thuyền. Ngài liền kêu hai người, thì họ để Cê-bê-đê cha mình ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê mà theo Ngài. Kế đó đi đến thành Ca-bê-na-um nhằm ngày Sa-bát, tức thì Đức Chúa Giê-su vào nhà hội khởi dạy dỗ tại đó. Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu. Vả cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám, kêu lên rằng: Hỡi Giêsu, người Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giêsu nghiêm trách nó rằng: Hãy nín đi, ra khỏi người này. Tà ma bèn vật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn và ra khỏi người. Ai nấy đều lấy làm lạ, đến nỗi hỏi nhau rằng: Cái gì vậy? Sự dạy mới sao? Người này lấy quyền phép sai khiến đến tà ma mà nó cũng phải vâng lời. Danh tiếng Đức Chúa Giêsu tức thì đồn ra khắp cả miền xung quanh xứ Galilê. Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia Cơ cùng Giăng vào nhà Simon và Anrê. Vả bà Gia Simon đương nằm trên giường đau rét, tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy, bệnh rét dứt đi và người bắt tay hầu hạ. Đến chiều, mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bệnh và kẻ bị quỷ ám đến cùng Ngài. Cả thành nhóm lại trước cửa. Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bệnh và đuổi nhiều quỷ, chẳng cho phép các quỷ nói ra vì chúng nó biết Ngài. Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Simon cùng đồng bạn đi tìm Ngài. Khi kiếm được thì thưa rằng: Hết thảy đương tìm Thầy. Ngài phán: Chúng ta hãy đi nơi khác trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến.
Ngài trải khắp xứ Galilê, giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỷ. Có một người phun đến cùng Ngài, quỳ xuống cầu xin rằng, nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được. Đức Chúa Giê-xu động lòng thương xót, giơ tay rờ người mà phán rằng, ta khứng, hãy sạch đi. Liền khi đó phun lặng mất, người trở nên sạch. Tức thì Đức Chúa Giê-xu cho người ra, lấy giọng nghiêm phán rằng, hãy giữ, chớ tỏ điều đó cùng ai, song khá đi tỏ mình cùng thầy tế lễ, và vì ngươi được sạch, hãy dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ. Nhưng người ấy đi, đồn việc đó ra, tới đâu cũng thuộc chuyện, đến nỗi Đức Chúa Giê-xu không vào thành cách rõ ràng được nữa, song Ngài ở ngoài, tại nơi vắng vẻ, và người ta từ bốn phương đều đến cùng Ngài.